Hello, hello các bạn. Sáng hôm nay thì mình tiếp tục dọn cây để giao cho các vị khách. Vị khách đầu tiên là một vị khách ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là 10 cây trang lá trung màu trắng. Các bạn xem đây, mình đã lựa ra sẵn 10 cây trang lá trung màu trắng. Một cây lá trung màu trắng. Hai cây. Ba cây. Bốn. Năm. Bảy thì màu vàng rồi. Bảy cây. Màu trắng đây nha các bạn. Bảy, tám, chín, 10. Đây là lô 10 cây bông trang lá trung màu trắng. Đây, các bạn xem. Đấy, 10 cây bông trang lá trung màu trắng này mình sẽ rễ đi huyện Củ Chi.